Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục ra hồ Gia Ui test một ngũ cốc nha các bạn. Phần 2, đó, vẫn điểm cũ. Thì mình đến đây lúc 12 giờ đêm nha các bạn. Tại vì mình đi làm về vừa xong á, mình tranh thủ thời gian á, mình dọn đồ chạy ra đây câu luôn. Đó. Và thông báo với các bạn là một tin rất là buồn. Hồ Trú Le đã cấm câu. Nhà nước đã đề bản cấm câu cá và kích cá. Câu cá sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu và kích cá sẽ phạt tiền từ tới 10 đến 20 triệu nha các bạn. Bây giờ hết chỗ câu cá rồi các bạn ơi. Bây giờ chỉ còn được cái hồ Gia U này để mình câu cá để quý cho mọi người xem thôi. Tại vì chỗ của mình á rất ít chỗ để mà test mồi câu cá. Toàn là hồ bán tự nhiên hoặc là dịch vụ không à. Còn muốn có điểm câu nữa, mình đi rất là xa mới có được điểm cho mọi người để test mồi, để có cá để quay cho mọi người xem. Và đây là cái điểm gần nhất của mình. Từ nhà mình chạy ra qua đây là 25 cây số. Đó, đi khoảng chừng 30 phút, 35 phút là tới nha các bạn. Đây là cái điểm gần nhất có thể luôn các bạn à. Chứ nhà mình không có điểm nào hết. Đó. Đây là khung cảnh ở cái hồ Gia Ui. Ở cái mùa nước lên, đây là một cái tấm bạc bạc cam binh đó. Đây là bề ngang này là 3 mét, còn bề dài kia là 5 mét. Nhưng mà cái điểm yếu của cái bạc này là cái đường này nó rất dễ nước thấm vô, và các bạn muốn tránh nước thấm vô thì phải dùng keo hoặc là dùng một lớp ở đó chảy lên đây nè để cho nó đỡ thấm qua. Và có hai cái cây tăng đỡ, tức là cũng khá ok đó, khá ok. Còn đây là cái giường xếp gấp gọn. Cái giường xếp gấp gọn này chịu lực nó tới 300 kg, ở trong mô tả nó ghi vậy, nhưng mà thấy rất là cứng luôn. Bữa mình ngồi lên 3-4 người rất là nặng ký luôn, 400 kg luôn mà cũng không sao hết. Cái giường này, giá của cái giường này là 1,2 triệu nha các bạn. Đó, 1,2 triệu cái giường này. Còn cái tấm bạc tăng này á, nó chỉ có 400 thôi. Đó, đây là cái không biết đi câu có cá hay không mà mình rất thích sắm những cái đồ đạc để mình câu cá. Lều, giường, đồ đó. Và những cái cây chống cần của phong cách châu Âu. Đây là cây chống đôi. Đó, chống đôi máy 12.000 chống đôi. Mình giờ mình còn có 2 bộ thôi. Chống đôi chuông. Đó, chuông. Chuông châu Âu. Đó. Hú còi lên hàng. Đó các bạn. Đây là cái nhân vật chính ngày hôm nay. Mồi ngũ cốc của đam mê câu cá. Đây, mồi ngũ cốc rất là thơm. Thơm lắm, thơm ngọt các bạn à. Khi các bạn trộn cái nền này vào á, với lại chung mùi cốc vào á, cho một quả trứng nữa, nó sẽ tạo ra chúng ta ra là mùi chua, thơm, ngọt, tanh, khét khét, rất là nồng. Đó, mùi này là mùi để câu và dụ cá trôi chép chấm, rất là nhạy. Tại vì cái mùa này á, mình đã làm cái mùa này, mình test thử ở cái mùa nước lên này á, rất là nhạy đối với lại cá trôi, cá chép và cá mè. Đó. Hy vọng lượt ngày hôm nay mình sẽ kiếm được một vài con cá trôi chép hoặc cá mè nào đó to to khủng khủng để quay cho mọi người xem. Thì bây giờ những cái hồ tự nhiên á, mình hay câu á, người ta cào cá và kích cá rất là nhiều và quét cá nữa. Đó, mình cũng hy vọng là ngày hôm nay mình ra ngoài cái điểm này mình sẽ có cá để quay lên cho mọi người xem. Đó các bạn nha. Nhưng lại là một tuần của mình á, nó chỉ được có một ngày để câu cá thôi, hoặc là những ngày mình được xin của cán bộ á, mình được nghỉ phép á, thì mình đi câu vài ngày giữ ổ ra ngoài đó. Chủ yếu là mình kiếm những con cá, những cá to để quay lên cho mọi người xem thôi. Đó, thật ra cho mình cũng không có ý định là muốn bắt cái đâu,
trừ khi là mẹ mình kêu là đem cá về nha con thì mình sẽ đem cá về, còn không thì mình sẽ thả cá lại ngoài tự nhiên để lần sau nếu mình có cá để mình cho anh em khác chơi nữa đó. Chủ yếu là như vậy, thích cảm giác cá nó kéo cần thôi, chứ ăn uống thì được có bao nhiêu đâu các bạn à. Thì thấy là bây giờ là cũng gần 6 giờ sáng rồi, trời đâu hừng 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 rồi nè đó. Thì các bạn chứ mình ra đây mà chọn đồ xong mà thức tới giờ luôn, mình chưa ngủ miếng nào luôn các bạn đó. Mình đi làm về vừa xong dọn đồ ra ngoài đúng câu luôn, là mình thức tới giờ luôn mà chờ đợi cá nó ăn, bây giờ mình chưa ngủ luôn các bạn à. Chắc tí nữa ngủ bù các bạn à, chứ mệt lắm các bạn à. Ngày mai sáng mai vào 5 giờ sáng mình đi làm nữa cũng khá là mệt. Thôi kệ đi, cố gắng các bạn à. Đó, vì đam mê mình bất chấp mọi thứ đó, thấy không? Một cái tấm tăng lều, một cái giường. Ở kia em mình nó đang ngủ ngoài đó, mình có cái lều chứ mình không văng ấy chứ các bạn đó. Đi cano, đi cano có 100 m thôi các bạn à. Ok, bây giờ các bạn cùng với mình đợi chờ kết quả nha, tí nữa có cá mình sẽ view lại cho mọi người xem. Có cá các bạn ơi, cần ở bìa kìa, mình không biết con cá to hay cá nhỏ nữa, giống kiểu như cá mè các bạn à. Mè nhỏ phá các bạn. Có không trời? Cái gì trời? Cá mè hả? Trời ơi, cá miệng kìa. Cá mè các bạn ơi. Hai ký rưỡi cỡ đó các mẹ bạn ơi, hai ký rưỡi các bạn, hai ký rưỡi á, quá có cá vui các bạn ơi, con này 2,5 ký các bạn. Đã các bạn, con này 2,5 ký các bạn, chặt bá luôn các bạn à, đừng thui tôi lùi luôn. Mình đi sáng mình đi 150 m các bạn à, mới có các bạn à, đi gần quá không có các bạn ơi. Rồi sáng mình thay mồi các bạn, dính nguyên cái đú luôn, mất hết bốn bộ lăng xê luôn các bạn ơi. Mình mới tóm lại mình đi xa hơn nè, quá đã các bạn à. Ok.